Xin chào các bạn, chưa bao giờ tôi xem một bộ phim võ công mà nó đã mắt như thế này. Chả khác gì xem Keanu Reeves ở phim ma trận, mà lại còn được cười cháy hết cả quay hàm. Đó cũng là lý do mà nó đạt kỷ lục doanh thu phòng vé. Nào cùng vua phim nằm xuống và thưởng thức bộ phim cực hay của Châu Tinh Trì này nhé. Câu chuyện bắt đầu ở xã hội loạn lạc Trung Quốc những năm 1940. Các băng đảng xã hội nổi lên như cứt ngâm khiến cảnh sát cũng phải run sợ. Xã hội đen nếu thích thì đến trụ sở đánh đập công an, rồi thản nhiên rời đi trong khi cảnh sát còn nằm dưới đất đau đớn. Hoành Tá Tràng là thế nhưng hắn vẫn chưa phải là oai, bởi bên ngoài còn gặp phải một thế lực khác lớn kinh hồn. Đó chính là băng đảng Búa Rìu, mà chỉ nghe tên thôi tên đại ca vừa nãy đã táo bón không thể ỉa nổi. Kẻ cầm đầu tên Sâm vốn là kẻ độc ác say mê chém giết lại cực kỳ nhẫn tâm, kể cả phụ nữ cũng không thoát khỏi tay hắn. Hắn đi đến đâu là gieo rắc nỗi kinh hoàng. Người dân thành phố thì lo lắng, còn đám cảnh sát thì sợ sệt. Chỉ duy nhất có khu nhà trọ Chuồng Heo này là chưa bị bọn chúng quấy nhiễu. Đơn giản là vì người dân ở đây quá nghèo, mọi người đều là những người hiền lành chăm chỉ, cuộc sống đơn sơ chẳng có cái gì để chúng đến bóc lột cả. Ông chủ khu Chuồng Heo này biệt danh là Dương Quá, còn bà chủ siêu ghê gớm biệt danh là Cô. Một anh thanh niên này vừa gội đầu vừa đánh răng rửa đít, thế mà cũng bị bà chủ cắt nước giữa chừng. Không đóng tiền nhà thì đái ra mà đánh răng. Lũ các người suốt ngày đóng tiền nhà chậm thì đừng có mà đòi hỏi, lại còn đứng ở đây muốn đình công à? Thôi đành phải vớt chút nước cống lên gội nốt vậy. Tiếp theo chúng ta có Châu Tinh Trì và anh béo xuất hiện. Anh Tinh lúc này vốn là một kẻ bố láo bố toét lưu manh vô lại, giả danh làm người của bang Búa Rìu để vòi tiền bảo kê. Người dân trong xóm trọ thấy vậy liền đồng loạt tiến đến. Ai không sợ bang Búa Rìu ta thì cứ xông ra. Vừa nói xong thì tất cả bước tới. À vậy các người thích đánh nhau thì bây giờ thử một chọi một với ta xem. Bà thím kia lại đây đánh thử, cho thím đấm tôi trước đấy, kết quả khiến anh phọt hết máu mồm. Thôi về chỗ đi, đàn bà tôi không thích ra tay sát hại. Anh Tinh thấy một kẻ lùn lập tức gọi tới, đến khi hắn đứng ra thì ôi thôi thôi, cứ nhìn ai yếu nhất gọi thì lại đúng phải người to xác. À không không, ý tôi nói cậu nhóc con kia cơ. Thôi thôi thôi, cả cái xóm này không có ai xứng đáng là đối thủ của ta cả. Châu Tình Chỉ đang tìm cách để rút lui thì bà chủ xóm trọ lại tới. Này thì chim non mà còn đòi ra gió, đã ngu còn thích tỏ ra nguy hiểm à? Tao đánh cho bỏ mẹ chúng mày đi nhá. Châu Tinh Chỉ kêu để tao gọi người, rồi anh châm quả pháo ném đi. Không may quả pháo vô tình ném trúng đầu một tiểu đại ca lưỡi búa, thế là anh Tinh lập tức gắp lửa bỏ tay người, vu hết tội cho bà chủ xóm trọ Chuồng Heo. Xem chừng lần này lành ít dữ quá nhiều. Tiểu Long nữ biết điều chạy nhanh hơn cả chó. Tiếc rằng anh cắt tóc vẫn ra mặt thách thức, tiểu đại ca lập tức rút rìu, nhưng khi chém một cái thì hắn lại bay tít đi xa. Không ai kịp nhìn chuyện gì đã xảy ra cả, lập tức chúng bắn pháo sáng gọi người trong bang tới cứu. Chỉ vài phút sau chúng đã kéo tới hàng ngàn người, có thể là chuẩn bị cho một cuộc đại thảm sát. Đích thân đại ca Sâm nhà mình cũng tới chỉ đạo. Chúng lôi hai mẹ con ra giữa sân, rồi không nói một lời tưới xăng ướt hết hai người. Bây giờ tao hỏi thằng nào đánh em tao? Sâm bật ngửa rồi đếm ba tiếng, không ai ra nhận thì hắn liền ném lửa vào hai người. Lúc nguy cấp nhất thì anh Lưu Cường đứng ra nhận trách nhiệm, lập tức đàn em xung quanh cầm rìu lao vào tới tấp. Nhưng bọn chúng chưa biết thực ra anh chính là một cao thủ võ lâm ẩn danh, với tuyệt học chân nhanh hơn não, sút người chả khác gì Ronaldo ghi bàn. Sút phát nào si dày cũng dính nguyên vào mép, nhưng do quân địch quá đông đã dồn anh vào đường cùng. Tuyệt vời thay chú thợ may Tài Phùng cũng ra ứng cứu, với tuyệt học thiết tuyến Hồng Gia Quyền, hai tay đeo những vòng sắt công thủ linh hoạt mà đấm mồm chuẩn xác thì đừng hỏi tại sao. Hai người cùng hợp lực với nhau quả nhiên lợi hại, bọn chúng lập tức vác súng ra bắn lại cho nhanh. Tình thế nguy cấp thì đột nhiên có một chiếc gậy phóng ra, bác chủ quán ăn cũng không chịu được lao vào tham chiến tuyệt học, đã cầu bồng pháp quả nhiên sức mạnh kinh hồn. Nội lực kinh người được ép ra theo sóng của gậy, chắc hẳn ngày xưa có từng quét rác trong Thiếu Lâm tự, đánh người mà nhẹ nhàng như gặt lá cây, chỉ thấy khói bụi bay mù mịt và cá kết là toàn bộ 800 kẻ địch nằm sàn. Phía bên này Châu Tinh Trì và anh béo đã bị Sâm bắt lại, chỉ vì hai thằng mà bang lưỡi búa mới bị cảnh này. Không ngờ chỉ trong thời gian tích tắc, anh Tinh cũng mở khóa được bằng một cây kim. Chúng nhận ra anh có biệt tài mở khóa, chỉ một giây cũng mở khóa cứu được anh béo kia. Rồi anh Tinh này nỉ xin được tham gia băng đảng. Sâm nói rằng thủ tục gia nhập bang là phải giết một người, tuy rằng đang là kẻ ăn mày đổi bại, nhưng anh Tinh vẫn tin rằng sau này mình sẽ thành cao thủ võ lâm. Đó chính là ước mơ anh ôm ấp từ nhỏ. Khi đó một kẻ ăn mày đã dự đoán anh có tiềm năng của kỳ tài võ học, thực chất là để hắn bán sách cho anh với giá 10 đồng. Anh đã đập hết lượng tiết kiệm mà đưa cho hắn. Vì ngây thơ nên hàng ngày anh đều luyện tập. Vừa hay lúc này anh thấy chuyện bất bình, một tụi trẻ trâu đang bắt nạt một bé gái. Anh tới trưởng hắn nhưng không có tác dụng, còn bị tụi kia sỉ nhục một trận rồi đái hết lên đầu. Từ đó tới nay anh luôn ôm hận muốn trở thành sát thủ. Đúng lúc này anh nhìn thấy một cô gái bán kem, anh không nhận ra đây chính là cô bé ngày nọ hai thằng ăn quỵt rồi mau chóng chạy lên xe buýt. Cô bé bị câm nên chẳng thể gọi với theo. Quay về xóm trọ lúc này mọi người nhóm họp, cứu được hai mẹ con khỏi cảnh chết cháy. Nhưng đối đầu với đám người kia thì chúng ta hết đường sống rồi. Tiểu Long nữ vẫn tiếp tục không ngừng chửi bới, cả xóm trọ bất bình liền quay sang xỉa sói. Đến đoạn này thì bà đã tức bím lắm rồi, bà cô ét lên một tiếng như sấm nổ, chả một ai còn dám nói gì. Không may cho Châu Tinh Chỉ lúc này lại đến anh muốn phóng dao giết người.
để làm thủ tục gia nhập bang. Nhưng không may lại thành ra tự tay bóp gái. Thôi chuyện khó để thằng béo lo, kết cục là cục cước trôi sông. Tao nghĩ là mày lên phía sau tao mà phóng, nhưng kết quả cũng chẳng khá hơn. Cán dao thì ném đi, còn lưỡi dao vẫn cắm lại. Đúng lúc này bà Tiểu Long Nữ cũng phát hiện ra hai người. Anh béo lập tức vác cả cái lồng rắn lên đe dọa, không ngờ lại đổ hết lên đầu anh Tinh. Quả thực thằng này không khác chú Đạt là mấy. Béo nói rằng huýt sáo đi rắn nó khác chạy. Anh Tinh làm theo và cái kết thật không ngờ. Quả nhiên người ta bảo chọn bạn mà chơi. Hai anh lúc này bỏ chạy thục mạng. Bà chủ xóm lập tức cũng lấy hết sức đuổi theo. Màn rượt đuổi quá nhanh quá nguy hiểm. Chạy thế này đúng là chỉ có trong phim Anh Tinh. Còn nhìn luôn qua dao làm gương chiếu hậu. Chạy bộ mà chả kém gì tốc độ âm thanh bất ngờ thay gặp chứng ngại vật. Bà Tiểu Long Nữ bay lên phía trên cao. Kết quả là cóc xê sơ líp rơi tá lả. Cũng chỉ vì cái biển quảng cáo nước rửa bính dạ hương. Sau việc này anh Tinh trở về mái nhà quen thuộc. Độc tố lúc này cũng bộc phát khiến anh lên cơn đập phá. Các lưỡi dao như bị nội lực ép bắn ra. Một mũi khác phóng xuống đường khiến một xe nổ lốp. Hai cái mép thì nhìn như mấy bà đi bơm môi về. Vỏ thùng sắt đầy rẫy những vết tay được đánh ra từ phía trong. Có lẽ nhờ chất độc mà tiềm lực của anh đã được giải phóng. Một lát sau tỉnh lại mà anh không nhớ gì. Phía tên Sâm sau khi bị thua tan tác tại xóm trọ con heo, hắn đã mời hai đệ nhất sát thủ thời bấy giờ đến. Đó chính là Jack và KICM. Nhưng họ nói rằng người giỏi nhất phải là lão quái Hỏa Vân Tà Thần. Nhưng hắn đang ở viện tâm thần rồi không mời được. Bà chủ xóm thì sóc cái lọ thẻ xem có nên đuổi ba người đi không. Và kết quả là có. Người rời đi đầu tiên là anh Lực Cường. Thấy kẻ ngồi chơi đàn bên cạnh anh chẳng nghi ngờ gì cả, cứ thế bước đi. Mà không biết rằng âm thanh phát ra khiến mọi thứ bị cắt vụn. Đến lúc nhận ra thì đã quá muộn rồi. Một đường khí phóng ra cắt đứt cơ thể. Ông chủ tiệm may ở nhà thì sát thủ thứ hai cũng đến thăm. Một chưởng đánh ra bất ngờ. Rất may là chú vẫn đỡ được. Bóp rú long chảo thủ nó là sở trường, nhưng cải tiến thêm bộ móng vuốt so với bản gốc, nên có vẻ cũng lợi hại hơn đôi vài phần. Hai người đánh ra tới ngoài sân thì sát thủ ICM cũng đang phê đàn. Jack biết vậy chỉ cần đứng bên cạnh mà thôi. Khi ICM vận nội công gảy vào dây thép, những tia khí phóng ra sắc lẹm cắt đứt mọi thứ xung quanh. Phát gảy thứ hai như một lưỡi dao phá tan vòng sắt của chú thợ may này. Chú thợ may vội núp vào khối đá lăn, rồi vận công ném về phía chúng. Không ngờ hắn gảy cả bàn phá cái cối tan tành. Phát gảy cuối cùng thì chú ấy không còn gì che chắn khiến chú gục ngã. Phát tiếp theo e rằng chú sẽ coi đời. Đúng lúc nguy cấp thì tài cùng cầm cây giáo cứu trợ. Jack và ICM lúc này hợp tác với nhau, nhưng từng lưỡi dao khí phóng tới đều bị tài cùng đánh bật, giống như chú đang chơi một bài nhạc tử thần. Mà chỉ sai một nốt cũng sẽ là mất mạng, chú quyết định lấy công làm thủ. Chú đá ba mũi giáo phía trước còn mình theo sau, tưởng chừng lần này sẽ hạ được chúng. Nhưng như vậy là vẫn chưa đủ. Nội công của hai sát thủ quả thực cao thâm đến mức kinh người. Dường như chú đã không còn sức lực nào nữa. Sát thủ nhân cơ hội kết liễu thì chú thợ may nhảy ra đỡ cho. Vì âm thanh chói tai khiến bà chủ xóm trọ bực tức. Đúng lúc chúng gảy phát kết liễu thì một tiếng hét vang lên. Đám đao khí bay đi và dây đàn cũng đứt. Hai sát thủ chả hiểu chuyện gì mà Dương Quá bám vào vai lúc nào cũng không biết. Hai thằng lập tức đánh nhưng Dương Quá dùng thái cực quyền chống đỡ, mượn lực mà trả lực, cảm giác như anh đang chơi đùa với hai bé trẻ con vậy. Bà chủ xóm mang hai chú vào nhà, chú thợ may thương nặng nên cũng đã chết. Trong khi này bên ngoài hai sát thủ cũng đã bị ném đi xa. Chúng mau chóng nối lại dây đàn để phản công bằng tất cả những gì mình có, tạo ra những lưỡi đao tử thần. Tiểu Long Nữ lúc này vận công dùng chiêu sư tử hống, khiến tử khí kia tan tác bị gió cuốn đi, hai sát thủ cũng trở thành tàn phế. Sâm và quản lý đang ngồi trên xe nhưng không kịp chạy, đã bị ông bà chủ xóm lên xe ngồi cùng, dọa cho một trận sợ vãi cả đái. Đi được một đoạn rồi vẫn còn run cầm cập, châm lửa cho đại ca không nổi khiến cháy cả đầu, lại còn lấy rượu dập lửa nó mới khốn nạn. Vì sự an toàn của mọi người, ông bà chủ xóm cầu xin mọi người tạm thời rời khỏi, quay lại phía Châu Tinh chỉ cùng anh bạn. Tại sao chúng ta lại nhát gan đến mức thế này? Anh Tinh thể phải quyết tâm độc ác một lần mới được. Anh can đảm xông ra cướp tiền của cô gái bán kem, nhưng kết cục cũng chỉ có vài đồng bạc lẻ. Cô gái cầm ra cử chỉ nói rằng em chính là cô bé ngày xưa anh cứu. Cái kẹo mút cầu vồng là thứ cô vẫn giữ cho tới tận hôm nay. Anh Tinh sợ mình sẽ mủn lòng liền đập cái kẹo vỡ rồi bỏ chạy. Tôi chỉ muốn độc ác một lần thôi. Tại sao ông trời không cho tôi thỏa mãn cơ chứ? Vừa hay lúc này bang búa dìu cũng cho người tới đưa anh về trụ sở. Họ đã chấp nhận cho anh làm thành viên của bang búa dìu. Anh Sâm giao cho anh một nhiệm vụ đầu tiên, đó chính là đến nhà giam cứu lão quái Hỏa Vân. Theo đúng bản đồ anh vào tới căn phòng cuối cùng, tự dưng anh cảm nhận được mở cánh cửa này máu sẽ chảy thành sông. Nhưng cái sĩ diện nó bắt anh phải hoàn thành nhiệm vụ. Kỹ năng mở khóa được triển khai, nhanh chóng bắt gặp lão quái đang dặn ỉa. Thành công mời được lão về tổng đàn chủ của Sâm. Tiểu đại ca nói cho tôi xin cái giá để giết hai người. Nhưng vấn đề của lão quái không phải là tiền. Cả đời này hắn chỉ mong được gặp một đối thủ đủ mạnh. Anh Sâm lão quái không giống cao thủ, nên bắt Châu Tinh chỉ phải ra đòn để ép ông bộc phát khả năng. Anh Tinh nhát gan chạm rồi bỏ chạy. Thanh niên khác lấy súng ra dọa liền bị lão quái cướp mất. Thôi để tao cho chúng mày xem thế nào là cao thủ thực sự. Viên đạn bắn ra bị kẹt gọn trong hai ngón tay. Võ công trên thiên hạ chưa ai dám sánh. Cả bang lập tức kính chào lão quái đệ nhất tà thần. Nhưng lúc này đột nhiên hắn quay ra,
đạp chân một phát thủng tường. Hóa ra bên ngoài Dương Quá và cô đang chơi xì tố. Hai người biết không phải đối thủ của hắn nên xin phép rút lui. Nhưng lão quái đã nhiều năm chưa gặp cao thủ nên không đánh e rằng không xong. Vậy màn so đọ của các cao thủ đệ nhất bắt đầu. Hai người cứ mạnh tay hết cỡ đi, chưa thấm vào đâu cả. Tốc độ của lão quái đã vượt trên tốc độ của đạn bắn. Hai cao thủ tuy đứng đầu võ lâm cũng chả là gì, cảnh giới thái cực quyền đỉnh cao cũng chưa thể so bì kịp. Tiểu Long Nữ lấy hết sức vận công bộc phát chiêu thức sư tử hống, mọi thứ bay tung bướm nhưng lão quái chưa hề hấn gì. Võ công hắn dường như trên cơ hai người này nhiều bậc, phút mốt đánh cho hai người gần như không còn đường thở. Tiểu Long Nữ muốn phá cái đít chuông để tạo thành cái loa phóng đại, mặc cho bị đánh cũng phải cố gắng vì đây là cơ hội cuối cùng. Rất may cuối cùng cũng đập thủng được cái đít. Vừa hay lúc này cơ hội lại đến, bà hít một hơi từ bím đầu ngược lên trên, rồi dồn toàn bộ âm khí bộc phát qua cái chuông khiến âm hưởng tăng lên nhiều lần. Phút chốc cuốn phăng đi mọi thứ như một cuồng phong siêu cấp, lão quái thực sự không còn đứng dậy nổi. Khi hai người định ra đòn kết liễu thì hắn xin tha, nhưng thực tế là để hắn rút ám khí ra chơi trò bẩn thỉu. Hai người bị đâm vào bụng nhưng cùng hợp lực để khóa đòn hắn lại. Cả ba người lúc này đều không thể nhúc nhích. Xâm ra lệnh cho Châu Tinh chỉ giết hai người kia, nhưng mà tại hắn cứ dục nhiều quá, dục với dã cái nồn à, làm thì không làm lại cứ thích dục với dã. Anh Tinh lấy hết sức bình sinh táng vào đầu lão chọc, khiến hắn lên cơn sôi máu thoát khỏi kìm cặp hai người. Đấm cho Châu Tinh chỉ một quả giữa ngực thùng áo ra sau, đạp thêm cho anh một cái lún xuống mặt đất, đấm thêm một quả lõm hết sàn nhà. Thế mà anh vẫn cứng dậy gõ hắn thêm được một cái. Nhưng hắn quay đi quay lại thì hai người đã lấy được xác Châu Tinh chỉ chạy mất tiêu. Anh Sâm ngứa mồm lải nhải, hắn vả cho một cái đầu xoay 36 vòng. Giờ tạo sẽ đuổi cùng diệt tận. Hai người đưa xác anh Tinh chạy tới một ngôi miếu hoang. Họ nhận ra anh Tinh vẫn còn thoi thóp. Ngày hôm sau lão quái đưa người tới xóm trọ. Bên trong hai người cũng đã bó bột nấu thuốc đắp cho Châu Tinh chỉ. Kỳ tích như cậu ta đúng là nghìn năm có một. Đột nhiên cái kén bỗng chốc động đậy. Phía ngoài băng đảng búa rìu cũng ồ ạt xông vào. Nhưng bên trong chỉ còn lại những mảnh vải rách. Thì ra anh Tinh đã hồi phục hoàn toàn. Hai người cứ yên tâm mà nằm nghỉ. Bởi đòn đánh của lão quái đã vô tình đả thông kinh mạch của anh Tinh. Quả nhiên đúng là một thiên tài võ học. Phía bên ngoài đám người cũng bắt đầu xông tới. Tiếc rằng giờ đây anh đã là một siêu cao thủ. Thời gian với anh dường như nó ngưng đọng khi đối thủ ra đòn. Cảm đám xông lên anh chỉ cần giẫm ngón chân là được. Chưa bao giờ xem phim võ công mà nó đã mắt như này. Chả khác gì xem Keanu Reeves ở phim ma trận. Nhưng mình xem vẫn rất chi là đã con ngươi. Một hồi sau cũng khiến đàn em gục hết. Chỉ còn anh trước lão quái tà thần. Lão quái cho anh đánh trước 3 chiêu. Trưởng lực có mạnh hơn hẳn nhưng có vẻ lão vẫn chịu được. Hắn bắt đầu phản công đánh nhanh tới mức kinh người. Nhưng không ngờ lão lại thua ở cái chiêu giẫm nát bàn chân, nên mới bị ăn một củ hành nặng tới một yến. Đến nước này lão đành dùng đến các mô công. Chân đạp mạnh lao đầu phóng tới, một húc anh Tinh bay xuyên qua mấy bức tường. Các mô công là chiêu thức cải tiến của Tây độc Âu Dương Phong. Bây giờ lão quái đã tăng nó lên thêm vài cấp độ. Bất ngờ thay hắn đã ở bên dưới. Một cú nhảy húc vào bụng khiến anh Tinh bắn lên tận trời xanh. Anh quay người đạp chân lên chú đại bàng. Cả cơ thể nhẹ như sợi tóc, chợt nhìn thấy đám mây Phật tổ. Anh nhớ đến Như Lai thần trưởng đã đọc khi xưa, rồi lao xuống như một thiên thạch. Lão quái bị khí ép không đứng nổi lên, kết cục bị anh Tinh giã cho một trưởng. Cả mặt đất lõm xuống bàn tay Phật tổ Như Lai. Bất ngờ lão quái cầm ám khí xông lên, nhưng anh Tinh chỉ đánh dọa cho một trưởng. Cả tòa nhà thủng một lỗ cực to, anh muốn dùng cái tâm mà thu phục kẻ ác. Võ công của mày là cái quái gì, nếu muốn học tôi sẽ dạy cho ông. Lão quái liền chấp nhận bái anh làm sư phụ. Cuối phim ông ăn mày khi xưa lại xuất hiện, gạ kèo bán bí kíp võ công cho một cậu bé thỏ lò mũi xanh. Nhưng lần này số lượng còn nhiều hơn gấp bội. Cảm ơn các bạn đã xem hết bộ phim. Xin chào và hẹn gặp lại.